Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn thành phố Hồ Chí Minh có 63 trên 234 chợ truyền thống đang hoạt động và kinh doanh thực phẩm. 171 chợ đang tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước những yêu cầu cung cấp thực phẩm lớn cho người dân trong mùa dịch này, thì mới đây Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động các chợ truyền thống để gia tăng các điểm cung ứng hàng hóa trên địa bàn của thành phố. Theo đó, Sở Công Thương thống nhất cách thực hiện sớm triển khai thí điểm tại các địa phương, đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân trong giai đoạn thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, không để người dân thiếu thốn khó khăn khi mua lương thực, nhất là tại các khu vực phong tỏa. Đề xuất kế hoạch là mỗi chợ chỉ chọn vài tiểu thương có đủ năng lực, cung cấp hai mặt hàng thiết yếu là cá, thịt, rau, củ, quả. Tiểu thương sẽ chia hàng nhỏ trong từng túi đồng giá, người dân chỉ việc đến lấy túi hàng để lại tiền hạn chế tiếp xúc ngoài ra người dân cũng sẽ được phát phiếu đi chợ đảm bảo yêu cầu giãn cách không tập trung tại một quầy hàng